ghe cát nói là làm liền phải không, bụp liền đó cho nó nhanh gọn lẹ phải không. Một ghe cát như vậy là một cái ghe này là bao nhiêu khối vậy anh? Đây hả? Một ghe cát này anh biết nhiêu khối không? Không, không biết à. Này mấy anh để quay phim mấy anh này làm ơi. Quay phim đưa lên YouTube luôn nha. Cái ghe này là bao nhiêu khối vậy anh? Hai mấy khối ạ? À? Ok, hai mấy khối. Là cái ghe này là như vậy là bao nhiêu tiền vậy anh? 8 triệu các bạn ơi, vậy anh tính cho mình 8 triệu các bạn ơi. Thì một ghe này chắc có thể là mình xây đủ cái nhà sau luôn đó các bạn. Giới thiệu quảng cáo ổng mà ổng không chịu. Thì đó, không chịu. Ở này con rơi nhiều lắm là sợ. Con rơi nhiều quá sợ không dám lên hình phải không? Lên trên mạng rồi. Lên mạng rồi mấy đứa con nó đi để tìm cha nó sao? Ừ. Tìm cha nó bởi vì ổng không muốn lên. Ơi. Rồi ok anh đi qua ăn. Thôi các bạn mình đi qua nhà chị Ba mình ăn cơm cái các bạn ơi. Các bạn ơi thì cái nhà cũ nó như vậy nè thì mấy anh thợ đang dỡ nhà nè các bạn. Đó. Đang dỡ tôn ra. Hôm nay chim yến nó bay ra quá trời luôn. Đây anh Sang là đại ca bên thầu xây dựng nè ha, ngồi trên đó. Ồ bữa nay chim yến á. Chim yến nó ra quá trời luôn rồi. Nó ra nó chào mừng á. Nó hello á. Đây mình phá cái nhà này ra để mình sửa lại nha các bạn. Rồi ok để trình tự đi. Xây tới đâu thì khi nào xong thì Phước sẽ quay lại cho các bạn xem ha, để Phước ra Phước quay phía ngoài cái. Các bạn ơi, cái nhà cũ như vậy nè, bây giờ dỡ tôn ra thôi. Rồi cái nhà này mình dỡ tôn và dỡ cây lại ra, còn cái nhà mình dập nó xuống thì ngày mai xe cuốc nó vô nó sẽ dập cái nhà này xuống thì mình cất lên cái nhà khác thì cho nó gọn gàng lại ha các bạn. Chứ để cái nhà này nó bự nhìn thấy nó bề bộn quá mà nó mình sửa lại thì nó chắc cũng không có ok lắm đâu. Thay vì mình đập ra mình làm lại cái mới nó hay hơn các bạn ơi. Như vậy đấy ha. Ok. Rồi để làm tới đâu rồi Phước sao chắc khi nào hoàn thành luôn đi rồi Phước quay lại cho các bạn xem ha. Ok. Các bạn ơi, hôm nay sáng Phước chạy xe đạp đi ghé thăm nhà dì Năm nè các bạn ơi. Nhà dì Năm số cũng đẹp quá ha dì Năm. 355. Đây là dì Năm của Phước nè các bạn ơi. À. Con đi xe tập xe dọc rồi ghé thăm gì chút không gài không có ghé. Biết bao lâu chú nói bộ đi đâu giá Cần Thơ gì đâu mà không thấy. Đi quay phim đó vậy. Vòng vòng rồi đi thăm bạn bè rồi con sẵn nó quay phim luôn. Cái này lúa của em đem về đây hả chị Hải? Ở Ba Dũng hả? Rồi phơi đây. Rồi bây giờ người ta có mua lúa không em? Vậy hả, bây giờ giá lúa bây giờ nhiêu 1 ký? Hên xui hả? À. Bây giờ mình phơi người ta mới mua hả em? Ờ, phơi ăn. Còn hồi xưa thì người ta mua lúa tươi không phải không? À. Hai chị Hải, hai chồng chị Hải phơi lúa cho anh thứ ba của chị Hải nha. À. Thì giống như cái này phơi để mình ăn các bạn, thu hoạch vô rồi mình chừa là một mớ mình phơi để mình trà. Mình ăn. Đây là nhà của cậu Tám Hoàng, là ông và vợ của chị Hải. Thì đằng kia cái sân phơi không đủ thì mình mượn sân đằng này, ở quê là vậy đó. Thì ở dài sớm đây là bà con không à các bạn ơi, hai vợ chồng chị Hải nè, thấy không? Tình tứ không? Đó, hai vợ chồng tình tứ cho chị Hải nè. Hello em. Hai vợ chồng nhỏ dễ thương ha.
Đây là cậu Tám ngồi ở trong nè, đó. Đó, đây là cậu Tám làm và vợ của chị Hải. À. Sáng uống cà phê chưa cậu? Rồi, sao? À, hả? Hello các bạn ơi, Phước đi xe đạp này nha các bạn. Đó, thì bây giờ Phước chạy về tới nhà mình rồi. Bây giờ Phước quay đứng bên này, Phước quay bên này sống bên kia dùng suốt lúa. Đó, bây giờ cái nhà của Phước thì bên sông có cái cầu qua này nha các bạn. Mình đi tới đây mình quay cái máy này. Hello, mình quay thằng Hên nó. Đó, phơi lúa nè. Mình vừa chạy với xe đạp vừa quay luôn á các bạn. Dữ dằn không? Ừ. Đó. Đó. Chị ba của mình đi mua đồ nấu đồ ăn. Đó, cái cầu của mình nè ha các bạn. Để cái cầu ba kiên luôn nè. Cái tên của ông già mình đó. Thì bây giờ bề ngoài cái nhà mình như vậy, mới mốt mình sẽ sửa lại cái nóc. Tại vì nó dột quá các bạn, chứ mình cũng không có cần đẹp đẽ gì đâu. Quan trọng ở trong là mình đẹp là được rồi, ở ngoài là cái container cũng được nữa. Đó, chứ không có cần phải như nóc thái đồ này kia đâu các bạn ơi. Cho nó đừng có dột luôn, quan trọng là che nắng che mưa là được rồi. Thì ở trong mình cần để dành tiền đó mình mua những cái nội thất cao cấp thì ok hơn, xài nó thấy chất lượng hơn. Còn ở ngoài thì không quan trọng, yêu cầu ton mà đừng có dột là ok rồi. Thì tương lai Phước sẽ sửa lại nha các bạn. Thì hôm nay thì Phước chạy xe đạp bên này, thì Phước quay qua bên kia luôn, sẵn nó quay luôn ha, quảng cáo cái nhà cũ của mình luôn ha các bạn. Đó, thì mai mốt thì Phước xây lại cái nhà mới, sửa sang lại lại cái nhà sau thì mới, nhà trước thì sửa lại thôi, thì coi nó khác biệt với cái nhà cũ này như thế nào nha các bạn. Ve yeah, luôn mà đi bán đồ lưu động kìa, thấy không? Đó, ve yeah, rồi tới đi anh. À. Rồi ok dạ. Anh thiện không, nhìn ảnh là thấy thiện rồi đó. À. Ok rồi, sáng đi bán gì đó các bạn. Gặp cái rồi quen mặt luôn á, mình về đây mình đi gặp ảnh vài quen luôn các bạn ơi. Để gần đây tới tiệm tập quá rồi Phước đi mua cái quen ghé đây quay anh trực, quảng cáo cho anh trực luôn. Đây nhà của anh trực là gần chỗ cây xăng, anh trực sửa xe đây các bạn ơi. Ghé đây gây quay quảng cáo cho anh Trực lên cái chứ. Không gầy là chưa có quay anh Trực đó. Đó, đây là cái trung tâm cơ khí sửa xe. Sửa xe, quay cái này là lên luôn á. Bây giờ là Trực nó đang, đây là anh Trực. Đây là Trực nè, hello Trực, khỏe không Trực? Trực là sửa xe ở đây nghe các bạn, sửa xe rồi hàng vô tùm lum, ảnh làm gì cũng làm được hết trơn á, điện đài gì Phước nhờ ảnh qua ảnh làm hết trơn á. Ở đây là ở 4000 kênh 14 đó, anh Trực là trung Trực là anh sửa xe ở đây, xe đạp xe ông ra thì anh sửa hết. Hồi đó anh mướn cái trời anh làm thôi, bây giờ là anh mua được miếng đất anh cất nhà luôn á, mới có mấy năm thôi đó các bạn. Giỏi không, giỏi không đi ăn nhậu vậy trơn á. Ảnh là ở nhà ảnh sửa không ạ? Thời gian đâu mà đi ăn nhậu. Tối ngày luôn các bạn ơi. Mới mốt xây nhà lầu luôn á. Bởi vậy mới có mấy năm về đây, hồi đó anh mướn cái chòi đằng kia. Bây giờ về đây cái nhà anh về đây là anh mua đất, anh xây lên mình nhìn không ra luôn, tìm nhà không biết luôn. Hồi trước thì mướn cái chòi chút béo anh làm à, mấy năm thôi, anh đâu có đi ăn nhậu đi gì đâu. Lo làm không, bởi vậy ở Việt Nam mình á, làm chịu khó làm như vậy cũng mau lên lắm các bạn ơi, không cần phải đi nước ngoài đâu. Đó, nước ngoài chi phí làm nhiều mà chi phí nặng cũng vậy à. Không, bây giờ Trực nó không xây nữa đâu. Trực nó có tiền nó mua đất, mới mốt nó mua đất hết kinh bổn này luôn á. Mua đất đầu tư đó, để dành cho con cái rồi nữa đó, nhà cửa ở vậy là được rồi. Mua đất là số 1 luôn á. Đất càng ngày thì không có đẻ ra, mà người thì càng ngày càng đẻ đông, thì thiếu đất sống, bắt buộc đất nó phải lên giá đó. Rồi ok thôi, để Phước đi qua bên này mua hộp sữa về ăn sáng rồi. Rồi đi nghe Trực ơi. Quá đây các bạn ơi.
Phước đi qua bên này Phước mua. Đây cái cầu 14 ở đây, cái cầu hay kênh 14 nè. Có sữa ông Thọ không? Bán cho anh lon sữa ông Thọ em. Hello Dự. Gặp hoài ha. Bắt đầu Lách ơi. Bán dưỡng nửa ký dây coi. Ở đây là tiệm tập quá của em Lót mình ở đây nha các bạn. Con mua hộp sữa à mợ ơi. À. Rồi mợ Tư có cà phê quà tan không mợ Tư? Cà phê gói á, dạ. Thôi có cái loại nào cà phê nét có không mợ? Có loại gì vậy? Cà phê và tan rất là gòn hả? Đâu cái nào ngon ngon em lại em hả? Ủ cốc hả? Ủ cốc con không có muốn, không muốn chỉ có ấy là cái này mà có cốc hả? Béo rồi hả? Mình đâu có lẹ để thử đâu ha em. Ngon, cái này ngon. Rồi thôi vậy con lấy con bịch này với hộp sữa. Dạ. Cái bánh răng thôi nè. Rồi lấy cái bánh răng luôn. Nè mà lấy con này luôn. Nhiêu tiền vậy đó? Đây ông thầu xây dựng của mình nè các bạn ơi, anh Thanh Sang nè. Nghệ sĩ Thanh Sang phải không? Thấy không? Ông thầu mà ổng ra ổng làm vậy đó, thấy không? Vừa thầu vừa làm luôn á. Rồi chơi vậy đó. Đó đục đá không được. Rồi dữ dằn ha. Đó công nghệ của Việt Nam mình làm tay chân nó hơi nhiều một chút các bạn ơi. Mà đục cái này bắt buộc phải dùng tay rồi. Đục kìm cái máy nhé. Đục câu cái nhà cũ vô đây nè. Câu vô đó phải không? Nếu mà nó đi chín cái này mình lùa nó được đạp nó qua bên chút. Không, cái đó tới nữa mình bỏ rồi. Thì nữa đạp qua bên cũng được. Nữa bằng cái nhà này nó chín rồi bỏ. Đúng rồi, chừng nữa mình phải làm lại cái máy to này hết rồi, máy che nè. Hả? Để pha cà phê cho mấy ông thợ cái rồi tôi đi mua đồ, gạch đá mua đồ. Ông lên mấy ông lên là lên mấy ông thợ này người ta phái quá rồi đó. 3 tháng mà lượm 20 triệu. Quay đại đi. 3 tháng. Quay đại này ơi, cho người ta coi. Người ta nói quay cái công trình xây nhà để cho bà con xem coi làm sao kỹ thuật mấy ông Việt Nam này làm sao. Đây là ông thầu nè các bạn ơi. Thầu là Thanh Sang nè, giống như ca sĩ Thanh Sang không? Nghệ sĩ Thanh Sang đó. Hát giọng cổ hay lắm á các bạn. Bữa nào nhậu cái thùng kéo ra cho nó hát một bữa coi. Lấy dây coi. Đây móc vô đây. Cái này nếu mà mình chấm hàng cái nữa là ngon lắm đó Sang. Có, còn có mấy hàng nữa. Có chấm luôn phải không? Dạ. Lấy vô rồi hết trơn rồi nhá mấy hàng vô. Cột sơ sơ vô cái bắt đầu mình nhá mấy hàng vô phải không? Rồi treo lên đây cái đây đặng. Các bạn ơi, tại vì cái nhà cũ với nhà mới mình nó không có dính với nhau. Hai thì... cái ngoài lại xe sơ thôi, làm gì tới cột dây dưới vậy? Thì... quánh liền, quánh. Lên phim nghe, nói chuyện không có chửi thề được nha các bạn ơi. Đây, móc đó, móc cái này vô đây rồi chấm hàng luôn, cho nó dính vô cái nhà trước đó nha các bạn. Tại nhà trước là ở nhà cũ, thì bây giờ mình xây nhà mới nó dính liền kề vô luôn. Ha các bạn, thì như vậy là mình khỏi làm cái mặt tiền. Khỏi làm chân mày mắt mũi sơn môi son gì trơn thì nó nhẹ cái công chút lại ra làng để ăn Tết rồi chứ. Không biết ông thợ mấy ông thợ đi làm kịp Tết không đây? Kịp hả? Kịp mà. Đổ này rồi lên ở trên là lẹ phải không? Mấy anh này, mấy anh thợ hồ này tên gì anh giới thiệu tên luôn không anh? Để cho bà con biết coi mấy em nào kết mấy ảnh thì hỏi tên anh đó để tôi cho số điện thoại nha. Đó cái anh áo trắng này với cái anh kia anh áo xanh nè. Áo xanh tên gì anh, có vợ con gì chưa? Chưa. Đang mồ coi hả, chứ không phải một con hả? Đang mồ coi vợ. Đó áo xanh đó.
Rồi còn anh này, nếu hai anh này ngại anh không cho tên lên à, thì các bạn coi phim mà có mà muốn kết bạn với mấy anh này á, thì nhắn cho Phước nói anh áo trắng và anh áo xanh đi ha. À, rồi Phước xin cho số điện thoại để liên lạc với mấy ảnh. Mà mấy anh này nhậu dữ lắm á, rồi liên lạc chắc nhậu thôi. Đây này các bạn, mình cột sắt, cột sắt rồi xong cái đóng hộp. Hả, cái này kêu bằng gì? Bu. Bu, bu gọi là bu ha. Danh từ của mấy ảnh gọi là bu nha, Việt Nam gọi là bu. Rồi. Bu sắt rồi làm đà như vậy đó, rồi mình chấm hàng rồi lại này các bạn. Chấm hàng rồi luôn nha. Rồi xong mình ốp mới dán, rồi bắt đầu mới đổ bê tông. Hàn bê tông rồi đổ vô kiềng, kiềng hết trơn gì đó. Kiềng tất cả các thứ luôn nha các bạn. Thế thần không á, có cây nhọn nhọn móc vô méo liền ha. Rồi dữ à. Hôm nay gặp gặp gái chắc ông bu dữ lắm á. Gặp gái ông méo méo dữ lắm á. Móc vô ha. Móc này thôi chứ nước nó ra dữ lắm á. Chuẩn bị rồi, chuẩn bị rộng rồi, không phải. Là chuẩn bị chiếc nhẫn thôi. Nữa ở trên mình cũng đục ra mình móc vô luôn hả Giang? Móc vô hết chưa? Giờ làm phần dưới trước, phần dưới mình làm trước nha các bạn. Có mấy chỗ cái cột này chấm hàng vậy là cậu chịu đó. Đúng rồi, mình cột xong mình chấm vậy nó mới cứng. Nó cứng thì nó mới thẳng. Đang quay anh Thanh Sang, ảnh đang chấm hàng nè, đưa ông lên mạng là nhiều bà ảnh kiếm mắt, còn chơi bà đâu chịu đâu phải không? Chấm hàng. Quay nước mặt lên đây. Tôi đang làm nước mặt lên. Tôi đang làm nước mặt lên không được đâu. Chấm hàng đây, là tập trung chuyện làm biết đồng hồ là hai mà kêu bạn gì bu hả? Bu, bu sắt. Bô chứ không phải bô hả? Mày hổn mày? Chuyện lớp hổn, người ta biết tao hổn hổn. Chuyện người lớn mà hổn không được nha. Đi làm công trình có vợ đi ghé thăm nữa thôi, chỉ cần gì bạn. Đây là vợ của anh Sang này các bạn ơi. Thanh Sang, Thanh Nga hả? Con tên gì, con tên gì? Diệu. Diệu hả? Diệu. Diệu nặng á hả? Dạ. Nặng chịu phải không? Thanh Sang và Thanh Diệu. Tên đọc không ha. Cổ Thanh Sang rồi vô vô máy rồi. Người ta có nhạc cái cổ vậy. Nó nữ ca cổ chứ chữ lắm mà phải không? Ca cổ dữ lắm á. Cấp này thấy lúa đồ thất thấy ít nghe tiếng của mấy lo kẹo kéo hát ha. Lúa bán rẻ quá bởi vì người ta không có mùa xuân đâu có ai ha, ca hát gì nữa đâu. Lúc mà chưa gặt lúa thấy ca hát quá trời luôn. Đêm nào cũng nghe sình sình đó nha. Con coi mới được à, con coi là không được
Lỗ với hai sọc bia chưa đủ 800 ngàn phải không? Chưa, chừng nào chặt hai bên ấy rồi nữa mình mới phát lương. Chưa hoàn thiện mà mới có mới có đồng muốn. Mới là anh ruột. Thì rồi. không biết rảnh là thì làm thôi. Đây nè, cái đó là giấc nghỉ chưa là ruộng chút là xong rồi. Đó. Bữa nay tao đi đáp rồi. Đủ ngày đủ không? Thiệt cũng đáp không nổi ơi. Trời. Có ảnh xịt nước để cho ướt các bạn, cho ướt để bắt đầu đổ. Đổ học ha các bạn. Ủa sao ở này sao? Thằng kia nó bị suốt lúa bị máy hư suốt chưa rồi nữa. Còn thằng kia là đám vỗ anh đó, nó đi đám rồi chỉnh rồi còn hết nổi rồi. Trời, hôm nay có 3 thằng. Đây là cái máy trộn bê tông nha các bạn. Bê tông. Công nghệ của Việt Nam nè các bạn ơi, thấy không, dùng kỹ thuật rồi này kia cũng đơn giản thô sơ nhưng mà nó rẻ tiền đó. Tại vì cái dùng mình ở đây á, nếu mà cái xe trộn hồ mà nó vô nó phun luôn á thì cái lộ này là xe tải nó vô, xe nó chở những cái máy mà nó trộn hồ rồi nó phun vô là nó vô không được. Thì ở đây thì mình phải làm thủ công như kiểu này thôi các bạn ơi. Thì hôm nay là mấy anh thợ đã đổ đà rồi nha các bạn. Đó, đổ rồi cho sắt chừa ra vậy đó. Ok hai các bạn, bữa nay mưa lại gai nữa nè. Đây nè, bắt đầu mấy ông thợ đang xây tường 20 lên trên này các bạn ơi. Mình lên tới khi nào mình phun cát thôi hả? Ừ rồi đó, tới đó. Ừ. Rồi khúc trên cái mình mới xây 10 thôi hả? Ừ. Rồi mấy cán là anh xong rồi mới xây lỗ cột xây luôn. À. Yeah, that's it.
gà kho. Lại quay anh Thanh Sang đây, nghệ sĩ Thanh Sang mà không? Nhiều thì đó ra nước ngoài chứ rồi. Bây giờ nước ngoài người ta muốn về đây, kêu quay cái cách kỹ thuật người ta học cái cách bên Việt Nam mình làm sao á, để người ta về đây người ta biết cái cách để người ta coi thợ xây á. Thì bây giờ mấy ông Việt Kiều cũng muốn về bên đây mua đất xây nhà dữ lắm rồi. Về đây dễ sống hơn. Ừ, lớn tuổi rồi về đây lãnh tiền già, về đây sống khỏe luôn. Chứ lãnh tiền già mở bệnh nó buồn mau chết sớm lắm. Người ta chỉ sợ là cái y tế rồi tốn tiền. Nhưng mà ngược lại á, mình có cái tinh thần rồi, mình sống ở bên Việt Nam này á, nó thoải mái hơn, nó không, nó ít cái bị bệnh. Vui vẻ rồi, em út rồi quá trời, nó chưa thoải mái phải không? Đó, chơi với gái trẻ không thì người mình nó trẻ nữa. Còn ở bển là như là không có mấy cái dịch vụ đó thì không có được đâu. Sống nó, người nó buồn bã lắm. Nhất là mấy ông đàn ông á, buồn dữ lắm. Đừng ông miếng chặt của mẹ nó buồn gì. Buồn bã lắm rồi, chịu không có nổi đâu rồi. Phải có đi khu ngoài Phú Quốc chưa? Khu Quốc có, bữa hổm có quay, có đi rồi. Có đi chưa? Có rồi. Đi bãi nào? À, đi ở chỗ đường Trần Hương Đạo, Dương Đông á. Đông hả? Ừ. Quay ra chỗ rùa chà bá đó. Ừ, chỗ rùa đó. Ừ. Thì là có coi YouTube nè. Ừ. Còn anh Thanh Sang là chưa coi rồi. Ừ. Nhiều phim lắm mà vấn đề phim đi du lịch rồi người ta thấy thường quá cũng không có coi nhiều. Tại còn, vậy, còn quay mấy ông thợ hồ như vậy nè người ta coi nhiều nè. Quay thợ hồ, quay xịt cá là bậy bạ vậy mà người ta coi suốt lúa là vậy mà người ta coi nhiều quá. Ừ, nó phái hơn. Mấy cảnh đó nó lạ phải không? Còn mấy cái cảnh là du lịch đó nhiều người quay quá rồi. Mà nhiều người ta quay hay hơn mình, đẹp hơn mình, ta quay nói chuyện rồi hay hơn mình nữa. Thì cái đó nhiều người ta coi người ta cũng không thích không. Đó, bây giờ quay mấy ông thợ hồ nè, mỗi ngày là làm sao sao rồi mấy ổng xịt cá, xịt đồ rồi để qua bên đây quay cá các bạn. Phước xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì thợ làm tới đây rồi nè các bạn ơi. Đây, bây giờ là thợ xây cuốn nền lên như vậy hết rồi các bạn ơi. Rồi bắt đầu mình mới là hôm nay cho xe cát vô đây nó phun cát lên. Rồi bắt đầu mới xây lên nha các bạn. Cái xây lên đổ cột rồi, đổ cột được xong là coi như là cũng được 1/3 rồi đó. Lẹ lắm các bạn ơi, coi vậy chứ nhanh lắm á. Nhấp nháy luôn á. Thì đó, thì cái tiến trình Phước quay cho các bạn xem thì làm tới đâu ha. Khi nào xong thì Phước mới up cái video này lên ha các bạn. Hello, good morning. Qua chính hải mua ống về, con đi ống. Ống gì sang? Ống nước hả? 114 với ống 90. Ok, thôi vậy mình kêu ngoài kia không? Chính hải như ống. Rồi các bạn ơi, hôm nay Phước bắt gặp cái anh này ảnh bắt hết rồi các bạn. Đây là cái con hết ở dưới cái vỏ của ảnh nè các bạn. Đó. Đây cũng có cái nghề nha các bạn. Đó. Đây là phòng dẫn anh thời kìa. Đâu anh cho hỏi thăm coi anh bắt cái này hến này để mình làm gì anh? Bán. Mình bán cho người ta để người ta làm gì? Nuôi tôm hùm anh. Nuôi tôm hùm hả? Đâu đâu anh bắt anh đưa lên em quay cái nó sao? Đó còn hến là gì nó dính vô mấy cái thành của cái bờ kè đó anh.
Rồi một ngày như vậy mình kiếm được khoảng bao nhiêu ký? Trong ngoài 100 ký. Rồi một ký như vậy mình bán giá nhiêu anh? 4.000 ký. Rồi vậy là một chục ký bán. Vậy là một ngày cũng kiếm cả triệu bạc cái đó đâu phải giỡn đâu không? Mà mát nữa phải không? Khỏi máy lạnh. Ngâm với nước nó mát. Rồi cái mùa nước mặn nó đâu có ha anh? Nước mặn có không? Ở tạm nước ngọt thì nhiều. Nước ngọt ít, nước mặn nhiều. Nước mặn mới nhiều nha các bạn. Rồi có vợ con gì, nuôi vợ nuôi con gì không anh? Có hả? Mấy bà? Một vợ hai con hả? Anh tên gì anh? Hương hả? Phương hả? Là tứ đại bốn phương đó phải không? Quay và đưa anh lên YouTube được mà ha, phải không? Đâu sao đâu phải không? Quảng cáo cái nghề bắt hến ở quê mình luôn. Rồi cảm ơn anh nha. Anh Bảy nhà máy nè các bạn ơi, hai vợ chồng anh Bảy nè. Hello. Hổng rồi, không có quay anh, đâu đầu khẩu trang ra quay phim ra đưa lên YouTube chứ. Anh Bảy nhà máy kế chỗ hướng nè các bạn ơi. Còn nhà máy chơi bằng điện không á. Đó, đợi rồi. Đó, giờ kinh lúa là trước không đó. Mình mà chơi máy móc rồi các bạn ơi, dữ dằn quá. Có mình ảnh là anh điều hành hết cái nhà máy luôn á. Hay không? Còn bên đây là bà xã của ảnh. Hello. Đồng phong trang ở đây. Đó, đây là vợ của anh Bảy nè các bạn ơi. Hai vợ chồng làm nhà máy gì đó. Thì hôm nay Phước cho mà xe cát để vô bơm cái nâng cái nền lên đó các bạn. Đây anh này ảnh ghe cát này các bạn. Đó ảnh đang bơm cát lên trên cái nền nhà của mình ha, để Phước đi vô Phước trong quay bên trong nè. Đó cái quá trình bơm cát thì người ta dẫn ống vô gì đó các bạn. Dẫn cái ống vô đây. Đó. Đó, người ta dẫn cái ống vô đây người ta bơm. Thì cái mấy anh thợ cũng đang làm trong đây. Thì đây người ta bơm cát vô như vậy nè các bạn. Cát và nước nó lẫn lộn với nhau nó đi vô. Thì chừng nào mà cát nó đầy thì nước nó rút đi. Đó Việt Nam mình là chơi vậy đó các bạn. Ở nước ngoài thì chơi
xe cẩu xe đồ không à, phải không? Đây xe bơm gì đó hay không? Tại vì ở vùng quê mình nó có kinh gạch đó, thì bơm vô. Nhưng mà cái mùa này mình cất nhà cũng ok nha các bạn. Cái nước sông nó vẫn còn là ngọt á, nó không có nhiễm mặn, chưa có nhiễm mặn. Cái lúc mà Tết rồi là nó mặn rồi các bạn ơi. Đó, anh Thợ đang làm đó các bạn ơi. Rồi vậy ha các bạn. Đó, chừng nào mà lên tới đâu thì Phước sẽ quay tiếp cho các bạn xem ha. Keo đó đủ không vậy Sang? Keo mới hay keo cũ vậy? Bạn ơi, mình đi xuống dưới ghe mình coi hệ thống máy bơm làm sao nha các bạn. Còn cái tàu này đi cũng nguy hiểm lắm á. Thôi giờ ra. Đó, một người ở dưới này là xịt nước để cho nó cát nó pha lộn với pha lẫn với nước để cho nó theo cái đường ống. Nó lập quá chân gãy á. Nhiêu ký sang nhiêu ký? 80 không? Chắc 7 mấy vậy hả? Thôi chạy qua lại đi không sao. Một ghe như vậy là 8 triệu nha các bạn. Thì ổng nói là cái cán này tốt á, cán này có thể xây nhà được luôn. Còn cái cát kia nó mịn hơn thì nó 7 triệu rưỡi một ghe. Một ghe này là 40 khối hả? Ấy 40 tấn. 40 tấn. Thì khối thì mình không biết bao nhiêu khối nhưng mà 40 tấn. Cái ghe này là đủ 40 tấn không? Thấy nhỏ vậy anh? Ồ, cũng gần hết rồi ta. Nếu mà hết mà không đủ á là chắc anh phải chạy vô con ghe nữa hả? Bơm luôn bữa nay cho nó ấy đi, ngày mai cho thợ nó làm hả anh? Thì chắc phải vô con ghe nữa rồi, cho nó đẩy này rồi còn dư anh phun phía sau đó luôn. Đó với cái nhà kho đó luôn. Hả? Hai chiếc nữa hả? Thì tạm thời phun một chiếc đó trước đi, coi nó làm sao hết cái này đậy này với cái đó. Dạ. Rồi còn bắt đầu tới đâu cái mình phun tiếp. Các bạn ơi, thì mấy anh bơm cát hết một ghe rồi, chưa có đầy. Thì bây giờ là ghe thứ hai bơm này các bạn, bơm nó lên như vậy rồi còn chắc dư cát rồi bơm bên kia nữa, nó lắp bên kia luôn ha. Chứ nữa cái mình làm cái nhà sau đó, mình làm cái nhà kho ngoài đó để đựng đồ vật liệu làm vườn đồ này kia đó các bạn. Rồi bây giờ là bơm cát vô đó, cho nó đầy lên trên đó luôn. Mình muốn cho nó cao vậy đó các bạn, nó thấp quá mình không thích. Đó, bơm lên đó. Thì cái ghe nó đang bơm, nó lúng xuống một tí thôi à, 60 mấy ký, lúng gần tí thôi nè. Sao nó bể, nó dột ống rồi nè. Nó vuột rồi đó anh. Đó, tốt tự nhảy cái kia. Hả? Nó chạy như vậy tháng 2 mình đủ rồi. Vậy hả? Đủ hả? Anh cho em cái này thêm chút nữa đi.
Ở đây nè anh cho nó thêm chút nữa. Còn thiếu quá nè. Hả? Tại không sao đâu, cho nó vô đây đi. Cho nó vô đây. Cho nó dung co cao lên đây đi. Ở đây nè anh, để cho nó cao lên. Cho nó cao lên nữa mình ban xuống đây. Thì mình bơm 2 ghe như vậy là 8 triệu nha các bạn. 8 triệu nếu mà 9 triệu là 500 đô. Thì coi như là 8 triệu cũng là chưa tới 500 đô nha các bạn. Đó, bơm coi như là cái này gần bằng 2 căn rồi. Tại vì bên đó cái nhà kho với cái sân để mình phơi đồ được các thứ ở đây. Như vậy là mình cũng hết 1 căn rồi, bên đây 1 căn nữa. Đấy, diện tích này các bạn ơi. Đó. Thì 2 ghe. Thì bên đây không 1 ghe thì không đủ. Thì Phước phải kêu thêm 1 ghe nữa. Thì cái loại cát này là cát tốt quá các bạn. Cát tốt quá thì 8 triệu 1 ghe. 1 ghe là 40 tấn. Cho thêm này lên chút nữa đi anh. Cho thêm cao cao lên chút đi nữa. Cái mình ban ra cho nó ấy. Cho nó đều á. Dạ. Yeah. Nó cao lên cái nữa mình chán ra. Dạ. Yeah. Bây giờ một chút nữa, anh phúng ở đây sơ cho nó một cái nữa trên mặt nó đó. Nó chảy hả? Anh lấy đồ anh chét, anh sạm nó lại. Đó. Yeah. Cái này hả? Ừ, cái này hả? Không sao. Kệ vậy đi, không sao. Nhét nó lại đi. Bịch nó lại đừng cho cá nó chạy ra ngoài á các bạn. Để mình cho từ ảnh riêng các bạn ơi. Ê. Bo ha, tiền bo cho ảnh 100.000 tiền bo để cho ảnh vui các bạn ơi. Anh nói gì mà mình cũng không hiểu lắm. Ảnh cũng đi làm cho ông chủ ghe thôi các bạn ơi. Đó. Người ta có tật thấy tội nghiệp phải không, nói chuyện không có được. Thì ảnh cũng lớn tuổi, anh này chắc cũng lớn tuổi không Phước rồi. Hôm nay là thợ đang tiếp tục làm nhà nha các bạn. Cái máng tối đó mình đập bỏ nha các bạn, đập bỏ máng tối để mình xây miếng vách đó dính liền luôn, dính vô đó luôn.
nón mũ bảo vệ cái đầu mình á, lấy nón bảo hiểm đội vô có lấy á. Đục cái máng sói đó bỏ các bạn ơi, đục máng sói và lấy cái xà bằng này lắp nền đó, rồi mấy anh này lấy sắt đó, đập sắt đó lấy ra. Rồi ngồi cho lóc nhà đập đục rồi ghê không, rồi không có bảo hiểm gì chơi á, cái này nước ngoài người ta coi người ta ớn lắm á. Rồi mang bảo hộ nón bảo hiểm rồi vô. Nón vàng rồi vô. Rồi giày bút đồ này kia nữa chứ. Rồi chơi mang dép không kìa. Thấy không? Thấy là dép của anh kìa. Đó. Vậy không được đâu. Ừ. Cho cá ăn các bạn ơi. Buổi sáng mình cho cá ăn rồi mình mới đi đâu mình đi ha. Này. Một thùng thức ăn cho cá đây. Cái rau muống sạch hết trơn ha, ngỗng nó lội rồi thấy đã không, thiên nga đó các bạn ơi, thiên nga mình gõ gõ rồi để cho cá báo động, báo động bấm chuông cho cá nó tới đó. Tới quá trời ha. Bên này sao thế, không có cá gì hết này. Bên này sao cá nó yếu quá. Cá thường cái đó ăn yếu quá. Bên này nó ăn mạnh hơn nè. Mày hả bưởi? Đó. Ui da, cá lóc kìa các bạn ơi, cá lóc nhảy ra thấy không? Thiên nga, năm con thiên nga nó tới kìa. Đổ lúa ở đây cho thiên nga nó ăn chứ. Có ở đây có cá lóc nữa các bạn ơi, hàng chi mấy cá nhỏ nhỏ mình bị cá lóc nó ăn hết trơn á. Cái này ghê lắm á. Để cho mấy con thiên nga mình ăn nè các bạn ơi. Đó, mình qua bên nhà máy mình mua lúa mà loại mình mua một bao như vậy 10 kg khoảng 50 ngàn đó các bạn. Mấy con này nó ăn cũng dữ quá. Nó ăn hao hơn cá đó, cá mình mua vậy chứ thức ăn nó rẻ hơn cái lúa này để cho ngỗng ăn đó. Nhưng mà nó trắng trắng, nó loại dưới này thấy nó đẹp. Nó ăn nhiều hơn con mấy ngỗng này, nó ăn dữ hơn. Một cái bao 10 kg mình mua đâu
50.000, nó ăn mấy ngày à, lẹ lắm. Cá này mình cứ thả tiếp tục vài chừng 6 tháng cái mình dèo cái mùng lợi một đợt, cái mình thả tiếp mấy cá nhỏ để cho nó lớn lên đó các bạn. Khi mà nó lớn lên cái bằng con giò cái gì đó mình thả ra ngoài được rồi, nó tự nó sống được rồi thì nó không có bị kẻ thù ăn thịt nó. Nếu mà nhỏ quá thì nó bị mấy cá lớn ăn thịt nó ha các bạn, nhất là cá lóc rồi đó, cá lóc rồi nó ăn mấy cá nhỏ. Ở cái ao này thì cũng còn một số cá lóc, nãy mình thấy nó nhảy lên, cá lóc đó thì Phước không có nuôi đâu, nhưng mà nó tự động nó ở ngoài sông nó vô á, có đường nước nó vô rồi cái trứng nó chắc trôi vô rồi nó nở rồi nó sinh sản, nó sống á các bạn. Đó, 50.000 này bữa hổm có con tưởng đâu tiêu rồi, rồi bây giờ dỗ béo nó lại, bây giờ nó cũng ngon lành rồi. Bữa hổm tưởng đâu nó si que, nó bị tai biến nhẹ, bây giờ nó khỏe lại rồi các bạn ơi. Bữa hổm nó bị tai biến nhẹ tính xong rồi thì ra nó thiếu thức ăn, nó hơi ốm, bây giờ hổm ra thúc cho nó ăn là đầy đủ rồi, nó ngon lành lại rồi. Nhà đổ tắm Phước xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay cái nhà mình xây đã đến đây rồi các bạn ơi, thì cũng không có là trở ngại vấn đề về pháp lực pháp lý gì hết cho nghe các bạn. Thì ở trong quê thì nói chung là chính quyền người họ cũng không có đến để mà coi tình hình mình sửa chữa là xây dựng như thế nào giống như ở nước ngoài nha các bạn. Thì mình cứ làm thôi à, không có gì hết trơn, chứ cũng không cần xin phép giấy tờ gì hết trơn á. Mình xây nhà cấp 4 rồi các bạn, thì cũng không cần cái bản vẽ hay là những các thứ như là ở thành phố luôn nha các bạn. Ở thành phố thì cấp 4 nhưng mà vẫn phải có bản vẽ rồi này kia, ở trong thôn quê thì nó dễ hơn. Ok, Phước xin kết thúc video tại đây, chúc quý anh chị và các bạn luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe nha. Nhớ xin pin đăng ký ủng hộ Phước nha các bạn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Ok, bye bye.